Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn chuẩn chuyên nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố. Tại đây, đại diện các đơn vị dịch vụ lữ hành đã được phổ biến quy định đối với an toàn phòng chống dịch và chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch, cũng như lắng nghe những chia sẻ về xu hướng chuyển đổi số, tổng quan về thế giới kinh doanh, một số phương pháp giúp thông tin doanh nghiệp và sản phẩm chủ động đến với khách hàng thông qua hình thức tiếp thị số, một số mô hình chuyển đổi số thành công. Chuyển đổi số sẽ góp phần quan trọng trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, xây dựng mô hình quản lý hiện đại, từng bước tự động hóa ở một số khâu, dịch vụ trung gian, đồng thời giúp đổi mới nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng cường khả năng phân tích hành vi, xu hướng khách du lịch, hỗ trợ mở rộng thị trường, nâng cao khả năng trải nghiệm cho khách hàng, tăng năng suất, mang lại giá trị cao. Hiện Sở Du lịch thành phố cũng đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch, hướng tới phát triển du lịch thông minh.